xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ. Hò hơ 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 hơ. Chân trước, chân sau, sang trái, sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu Út phương Nam. Rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương Nam vui lắm mà nghe. Dạ anh ăn nỉ mà thì bả, tại bả nấu ngon hơn em có một tí xíu thôi chứ đâu có gì đâu, cái gì em cũng thiếu một tí thôi chứ không phải là anh nói em nấu dở hơn người ta, hiểu không? Tức là bây giờ á, cái quán của bà Năm là nấu mỗi thứ là nó ngọt hơn chút. Đúng rồi, nó mặn hơn xíu. Ừ, nó chua hơn chút. Đúng, canh chua bả nấu ngon lắm. Thì tức là bây giờ đồ ăn ở nhà nó lạc lẽo. Hơi lạc. Thì em ấy thôi, từ mai trở đi đó. Sao? Là mấy cha con ra ngoài ăn cơm luôn đi nghe. Tôi đỡ nấu, đỡ cực cái thân tôi nghe. Không phải, ý anh nói là vợ ý mà nấu ngon á, thí dụ anh có đi đâu á, anh cũng nhớ cái đường anh quay về nhà anh ăn. Thì bây giờ bà nấu ngon đi đâu cứ về đó ăn, thấy không? Đài đọa tôi chi? Thì tôi nấu dở thì thôi, tôi khỏi nấu, khỏi đi chợ vậy thôi nghe. Rồi định đi đâu á? Ta nói ngồi mà nghe thằng chồng mình á, nó ca ngợi đàn bà ở ngoài đường đó, là máu nóng nó bốc lên trên đầu nè, nó phừng phừng ở trên này nè, hiểu không? Đi gội đầu cho mát được không? Trời ơi, làm gì đâu mà giận dữ vậy? Thì ta lỡ nói, ta nói sự thật. Sự thật là mất lòng, vợ hiểu không? Chứ anh đâu có nói gì vợ đâu. Trời ơi. Gì nữa? Kiến cắn mẹ gì cắn rồi về đi. Dậy. Kiến nào cắn con? Con cọp nó cắn con á. Trời ơi, trời, chỗ này mà cũng có cọp nữa. Nó cắn con ngay đâu? Con bị chảy máu gì không? Hả con? Nó mà cắn con hả, mà cắn là cọp thiệt, chắc con chết rồi chứ đâu mà con về đây. Thì ba, tí giỡn với con thôi, chứ nó cắn còn sao con bò về đây con dậy. Con mà nói chuyện gì? Con cọp á là con mèo cưng của con đó. Là tự nhiên cái bữa nay nó quạo lên nó thành con cọp cái luôn. Trời, xong rồi hả, giận ngờn đồ này nọ cái rồi bây giờ không giải thích được, không cho lại gần luôn. Có hỏi lý do gì giận không? Không biết lý do luôn, bởi vì con mới tức nè. Chia tay? Không biết lý do mà giận vô cớ là chia tay. Con với Hiền yêu nhau là kiểu mà thanh mai trúc mã luôn, tự nhiên cái bà kêu con hả chia tay chẳng thà cũng đập đầu vô trong tường rồi con chết cho rồi. Vô duyên, đập đầu bể tường nhà ba sao? Trời, đầu con mà ba không lo, ba lo cái tường. Nó chơi với con thôi, chứ nếu mà đập đầu như vậy, mẹ con giận ba nè, ba đập đầu bao nhiêu lần vô cái nhà này rồi, mắc mớ phải đập đầu, có chuyện gì đó. Nhưng mà mình ba tự... có đập thiệt không ba? Đập đâu mà đập. Chứ sao con thấy chỗ này nó mướt quá vậy trời? Không phải, lớn tuổi rồi tự nhiên mấy chỗ này nó từ giả ba nó ra đi thôi. Phải không? Ừ. Chứ sao con thấy nó cũng nè, bên đây có một đường nó sâu à. Bên đây cũng có một đường sâu vô nè. Nhỏ mày tuổi tao đi rồi mày thấy nhiều đường hơn tao nữa. Bị mày nhăn tối ngày á. Hay cười lên con, đời không có gì nhăn chân. Vợ giận năn nỉ, người yêu giận năn nỉ. Năn nỉ hoài, bây giờ có cho lại gần đâu mà năn nỉ. Có không em ơi, tự nhiên sao giận anh là cái con vừa lại tới gần cái là sáng cho bạc tai liền. Trời ơi, đánh luôn hả? Chứ sao? Thôi bỏ con đó đi, người yêu mới là người yêu thôi mà đánh như vậy. Mốt là chồng về. Thôi ơi, tệ tạm lắm. Rồi bây giờ ba muốn con bỏ Hiền luôn đúng không? Ừ. Con chết cho ba vừa lòng, chết cho ba vừa lòng luôn á. Trời ơi, chưa thấy thằng đàn ông nào tệ bạc như con tôi. Chứ bây giờ con với Hiền yêu nhau quá trời, ba kêu con bỏ là bỏ làm sao? Chơi chiều cuối. Chiều cuối hả? Ba có chiều cuối. Đây đây. Chị con chiều cuối đi. Đừng có đi theo tôi nữa mà tôi bực bội rồi đó nha. Ốt. Bây giờ có cho tôi về không? Không, không cho về luôn, không cho về luôn.
Không thì về tôi đứng đây nè nha, tôi nhúng á, tôi nhúng á, tôi nhúng rớt xuống sông nhắn chịu nha. Mẹ tôi nghe chưa? Thôi. Đi ra cho tôi về. Út, tôi yêu Út thiệt mà. Út đừng có vậy với tôi nữa được không? Thiệt luôn á hả? Tôi nói thiệt chứ không có giận chơi với Út đâu. Tình yêu của tôi dành cho Út là chân thành, là chân thật. Nhưng mà anh nhìn lại anh đi, anh xấu xí, nghèo nữa. Với lại á hả, không có toát ra cái mùi thơm của đàn ông á, xì phố, cho nên tôi không thích. Vậy là em thích con trai Sài Gòn hả? Nói chung là tôi thích con trai đẹp trai nè, bảnh bao nè, nhà giàu. Cái đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, quan trọng nhất là trái tim. Tôi không có cần trái tim gì của anh á. Bây giờ anh muốn yêu tôi đúng không? Dĩ nhiên. Anh có lo được cho tôi không? Anh sẽ chăm sóc cho em cả cuộc đời này luôn. Vậy mua cho tôi iPhone 13 đi. iPhone 13 hả? Xa xỉ quá em. Bây giờ có cái gì mình gọi cho nhau, quan trọng là những lời ngọt ngào mình dành cho nhau thôi. Tôi mất còn, tôi thích iPhone 13 để tôi chụp hình nè. Bây giờ anh sẽ cố gắng mua cho em một cái máy chụp hình để em tự chụp. Tôi không thích, tôi thích iPhone 13. Vậy giờ không có đúng không? Vậy thôi anh mua cho tôi xe SH đi. Xe SH hả? Đúng rồi. Cũng xa xỉ quá. Bây giờ anh mua, em biết xe con ngựa không? Xe con ngựa? Xe Ferrari hả? Ông nên nói gì nó đi đâu vậy? Xe Ferrari, hiểu, hiểu Ferrari siêu xe. Đằng sau có cái chỗ ngồi, đằng trước có một con ngựa. Vô duyên quá à. Không thích hả? Không. Không thích con ngựa hả? Không thích con ngựa. Vậy em biết con bò không? Lamborghini hả? Không, đổi con ngựa thành con bò. Ở đây đường ruộng mà em, cái đó dễ di chuyển lắm chứ. Xe bò hả? Không thích, không thích. Anh bị điên hả? Đừng có theo tôi nữa. Tôi đến là tôi không có yêu anh, không có yêu người nghèo nha anh. Không, em đừng có nói như vậy. Quan trọng nhất là cái tình cảm mình dành cho nhau, em hiểu không Út? Không muốn nghe nữa. Với lại hả, anh đừng có sến sẩm nữa. Bây giờ con gái người ta rất là thực tế nha. Bây giờ hả, phải giàu, phải lo lắng được cho người ta mới yêu. Anh còn không lo được cho anh nữa, anh đi có người yêu làm chi, làm khổ người ta. Không, nhưng mà tôi yêu Út mà bây giờ Út không yêu tôi phải không? Tôi nhúng. Tự nhiên không yêu nhúng không cho, gì hả? Không cho đi đường này về luôn. Bây giờ phải yêu tôi mới cho đi đường này về. Anh đừng có bị điên quá. Anh chặn đường đó hả? Tôi đi đường khác. Không cho đi luôn. Nè, Út. Út. Sao cứng đầu quá vậy Út? Nhưng mà không sao. Nếu như em muốn tiền tỷ, anh cũng sẽ đưa cho em. Em chờ anh 20 năm đi nha. Vậy là anh không có ăn uống gì hết hả? Anh làm rồi anh để đó hả? Anh chờ tôi thôi hả? Nếu mà tính ăn uống trừ ra tất cả mọi thứ chi phí rồi, 30 năm đi. Chắc chắn 30 năm sau anh sẽ cưới em bằng tiền tỷ. Anh bị điên rồi hả? Chắc tôi đánh anh quá. Em đánh anh hả? Em vui không? Em vui lên muốn đánh anh không? Anh không sợ luôn hả? Gửi một cái bạt tay vô mặt anh đi. Cắm một cái chỏ vô lòng ngực anh đi. Anh bị điên à? Giọng vô cái ít hầu anh đi. Tụi đi ra đi. Giờ tôi nói anh nè, bây giờ chừng nào có tiền tỷ á thì hãy quen tôi. Còn không có thì thôi đừng có nhìn mặt tôi nữa. Út, Út ơi, Út, ta phải quyết định, phải có tiền tỷ. Nằm cái kiểu gì mà nó... Ủa, ba thôi má. Chết luôn á, trời ơi. Thằng ngủ say thế là sao á? Làm gì vậy? Thấy em tập thể dục mình, anh ra tập thể dục theo. Anh mời em. Anh xin mời em. Ba thiệt là quê, quê quá quê. Ai? Vừa phải thôi con. Ba làm gì vậy ba? Trời ơi, con không binh ba mà con còn hùa theo, con làm nhục ba nữa. Ôi, tại vì ba làm cho má giận chứ không phải tại con đâu, binh gì. Giận thì giận, nhưng chút xíu cũng huệ thôi, yên không, tâm. Nhưng mà bữa nay sao con thấy giận lâu quá, thiệt á. Không có đâu, nè, đi vô nè, chuẩn bị nè. Xách giỏ đi chợ nè, để ba đón con đúng không? Ôi, hay quá ba. Vợ. Cái gì vậy? Để anh xách giỏ đi chợ cho nghe vợ. Thắng ơi. Dạ. Mẹ ra, kêu kìa. Con ra ngoài cồn á, mướn ông thầy Pháp ở ngoài về trục cái vong này ra coi. Cái vong gì đó? Bị vong nào nhập đây nè. Đâu có ba mà. Dạ. Anh mà mình, anh nè. Vậy hả? Ừ. Tưởng cô hồn nhập chứ. Trời. Ủa? Ủa ba, là con bé má gì con giận mà sao ba cười soảng khoái quá vậy? Má con chửi ba chứ, nhưng mà thật sự là ba vui lắm, thiệt. Vui gì, con thấy má giận quá, nó e ngoảy má đi. Đi đó là đi chợ về nấu cơm cho ba ăn. Nếu giận sao ba có cơm ba, hiểu không? À, trời vậy mà con không nghĩ ra ta. Ba của con tới 72 phép thần thông. Chiêu nào ba dụ cũng được.
chỉ con vài chiêu đi, chứ bây giờ con gái con giận con rồi. Trời ơi, con Phước làm mặt dày đó, con nhìn thấy mặt bao dày không? Dày cộm luôn, làm mặt dày theo to nè. Nếu nó không chịu chơi chiêu cuối liền. Chiêu cuối hả? Chiêu cuối chắc ghê lắm hả? Bây giờ nếu mà em giận anh á, em tin không? Đây nè, cổ anh nè, cái dao nè, em coi đây cái dao. Ui. Nhưng mà mày lấy ngón tay cắt thôi, tới chừng nào cứ thôi anh ơi em tin rồi, buông ra. Trời ơi, con tưởng đâu ba suối con lấy con dao thiệt cắt chứ. Bị khùng hả? Con tưởng đâu ba suối con lấy con dao thiệt cắt một cái chắc tự nhiên. Nè nè, kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Khùng quá. Ba đi suối dại vậy hả? Vậy là bây giờ mình chỉ cần mặc giày lên mình năn nỉ cho đến khi nào mà tha lỗi cho mình thì thôi không? Đúng. Ủa ba ơi, con thần tượng ba quá ba ơi. Không thần tượng tới lượt tao ba mày mà. Ba tuyệt vời quá. Sao không tuyệt vời? Cảm ơn ba đã cho con những bí kíp của ba. Cảm ơn con đã nghe lời ba. Đa tạ sư phụ. Hey, ngộ không? Ba, nhìn ba ngộ ghê. Chứ sao mày kêu tao sư phụ? Thì con cảm ơn ba như một người sư phụ. Ba, bây giờ con đi năn nỉ bạn gái con nha ba. Em con cứ đi. Cảm ơn ba. Nhớ nha con, thành công thì về, thất bại thì đi luôn nha con. Mặt phải dày lên, càng đảm lên, mặt dày lên càng... Gì vậy em? Làm gì vậy? Thì qua đây thăm em nè, anh mới học được quý kiếp á. Kiếp gì? Em coi bàn tay em kìa. Em coi đi. Bàn tay làm sao? Bàn tay ngọc ngà như vậy làm sao quét nhà được. Đưa đây, quét cho. Muốn quét thì đi qua nhà anh quét. Làm gì vậy? Em đánh anh. Tôi đánh rồi nào? Tôi còn chưa đụng anh nữa. Nhưng mà tại sao anh té? Ai biết anh? Vậy mà em nói chưa đụng hả? Bây giờ anh sẽ đụng em. Buông ra. Nè, đừng có giận anh nữa mà. Tôi không muốn nói chuyện với anh đi về đi. Thôi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Thôi đừng giận anh nữa mà. Anh có biết tại sao tôi giận anh không? Sao vậy? Ôi trời, anh không biết luôn hả? Không. Tại vì anh cười mỉm chi với con thắm đầu xóm bán cà phê đó. Đâu có. Có, hôm bữa anh cười vậy nè. Đâu, cái đó đâu phải mỉm chi. Chứ anh cười vậy? Mỉa mai. Ủa tại sao anh mỉa mai người ta? Thì đó, con gái con lứa gì đâu mà hả? Ăn mặc hở hen đồ này nọ quá trời luôn. Cho nên anh mới... Ủa vậy là mỉa mai hả? Ờ? Nhưng mà không được luôn. Anh không được cười cái gì với nó hết á. Rồi rồi, anh biết rồi, anh hứa với em luôn. Anh từ nay về sau là sẽ không có xã giao với ai hết trơn á. Trời á. Nhớ nha. Biết rồi, anh sẽ không có cười, không có nói chuyện xã giao với ai hết. Anh xã giao với người ta là tôi sẽ xả vô người anh luôn á nha. Thôi biết rồi nè. Mặt bà công nhận ha, ba anh hay ghê không? Hay gì? Đó anh về anh tâm sự với ba anh chuyện mà em giận hờn anh đồ này nọ đó. Cái ba anh chỉ anh mấy cái chiêu này đúng không ta, nói gừng càng già càng cay. Qua đây cái em nói chuyện với anh liền. Tự nhiên anh nói với ba anh biết gì vậy? Rồi ba anh nghĩ là người hung dữ, một người kỳ cục, một người tàn bạo rồi sao hả? Tự nhiên nói như vậy? Vậy mới dữ nè. Em đang dữ đó. Thì tại vì em tức quá. Có gì đâu tức. Thôi bây giờ quýnh cũng quýnh rồi, chửi cũng chửi rồi, dạy anh cũng dạy rồi, đừng giận anh nữa nha. Biết rồi. Vậy là hết giận rồi hả? Chút chút thôi. Thôi vậy là bây giờ lát nữa anh sẽ lấy xe. Thôi bây giờ luôn, anh lấy xe chở em đi uống sinh tố cho hết. Thôi, không có đi đâu hết á. Sao vậy? Bây giờ lấy xe chở em đi mua trái cây, em qua em biếu cho ba má anh, để ba má anh nghĩ em là một người lễ độ chứ. Được, được, đi liền. Khoan, phải quét xong cái nhà đã. Thôi, mắc gì em phải quét, để anh. Sư phụ. Thằng giỏi đấy. Dạ con chào chú. Chú chào con. Dạ. Hết giận nó chưa? Dạ. Không có giận cái gì đâu. Ủa, em không có giận anh hả? Cái gì vậy? Cọp cắn à? Không, kiến cắn. em nói. Dạ, dạ, con có ít trái cây, biếu nhà mình ăn lấy thảo. Ừ, thôi được rồi, đem ra sao đi con. Dạ. Ủa, má. Dạ con chào thím. Ngồi đây. Ừ, qua sao không nói trước thím tiếng, đặng thím mua đồ ăn là nấu cho ăn. Dạ, con ăn gì cũng được mà. Đó, con cái mà, có gì nó ăn nấy. Ủa, trong má? Nhà mình đó, má, có má. Gì là nó ăn nấy à. Ủa nhưng mà hồi sáng con với ba thấy má đi chợ mà sao không có người. Có sách vỏ, có đi chợ, mà điều đi chợ đó mua giải. Mua giải mà nó nhu nhu vậy à, để về mai đồ.
Thôi mua giải sao ăn? Mua giải may đồ đi cho nó vui vậy đó. Chứ giờ cất công đi chợ rồi về còng lưng nấu nướng đổ mồ hôi mồ hám, xong cái bưng dọn lên là cái người ta chê lạc, chê dở, chê đồ. Nó mất công lắm. Cho nên thôi khỏi đi. Má má, cái người nào chê con không biết, nhưng mà con đâu chê đâu, sao má bỏ đói con? Ủa đâu bỏ đói đâu? Dạ. Đó là nhà có gì ăn nấy mà. Dạ. Nhưng mà có gì ăn mì gói thiệt hả? Ở trong nhà còn mì gói đó thì lấy gì ăn chứ có gì đâu. Còn lâu ngày con cháu qua mời nó ăn cái gì cho giá trị một chút, tự nhiên ý tôi nói là nhà có gì ăn ấy, tôi tưởng bà đi chợ về. Dạ con ăn mì được rồi. Thôi nói nào ngay, lâu lâu con mới qua chơi ấy. Hai thím cháu mình ra quán bà Năm ăn. Quán bà Năm bà nấu ngon vậy lắm, gì nó cũng đậm đà chua ngọt hơn xíu, chứ nó không có lợt lạc như cơm nhà này nấu, thấy không? Đi đi, hai anh cháu mình đi ăn con. Dạ, kể nên dạ, nó là dạ, ai ai muốn làm gì đi đi đi. Ủa? Con đi con đi con. Ủa trời ơi, đi có hai người trời. Bà gì, hình như con thấy cái bí kíp của bà nó không có hiệu quả với má. Còn lâu tại có tụi con ở đây đông bà mắc cỡ, chứ tụi con mà đi hết mình bà ngồi đây nè, hồi bà chạy gì bà ôm bà, ôm bà tha thiết. Ôm ai tha thiết? Ôm con mẹ Năm ha. Bà liều liều bà. Bị điên hả? Khùng hả? Thấy ghê, không có đẹp gì hết á. Không, mấy người trúng số là người ta hay làm vậy đó. Anh nói gì? Anh trúng số hả? Tối hôm qua anh trúng số mà. Trúng số? Thấy đóng thùng không? Chỉnh chu không? À, sao không nói em biết gì hết vậy? Thì hôm nay anh gặp em để nói em biết nè. Vậy hả? Sao không nói em biết sớm vậy? Trời ơi, thì bây giờ gặp em là sớm rồi nè. Cái chuyện hôm qua anh nói với em á, giờ tính sao nè? Thì bây giờ anh gặp em anh tính nè. Làm gì vậy? Út ơi, em có đồng ý làm người yêu của anh không? Không. Cái gì vậy? Sao không? Trúng số mà không là sao? Trời ơi, anh vội vàng quá vợ. Em á không có muốn làm người yêu của anh. Sao vậy? Em muốn làm mẹ của cái con anh. Muốn cái con anh làm cháu của má anh và làm cháu ngoại của má em. Anh bị gì vậy? Anh ơi, trúng gió hả anh? Không có, nghe xong sướng quá đứng không nổi luôn. Anh là cười quá à. Không ấy, cho anh ngồi xuống nói chuyện với em được không? Anh ngồi hả? Em ngồi. Có đôi có cặp. Em không ấy, bây giờ mình cưới liền luôn được không em? Trời, gấp quá vợ, gấp quá vợ. Đúng rồi em, bởi vì người ta có câu mà, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó nhai. Cái câu kỳ lắm. Câu người ta là cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày người khác gièm pha. Câu đó là của những người bình thường. Còn có những người có tiền tỷ trúng số với anh là phải vậy. Quên, có tiền muốn nói gì nói à. Bây giờ cưới liền hai pha. Để nghe nè. À, quay quay quay. Nhưng mà chừng nào anh đi lãnh tiền vậy? Con nói nè, em ơi, em thông cảm cho anh đi. Chiều nay anh sẽ trả lời cho em biết tiền tỷ anh nằm ở đâu. Wow, đâu có cần phải hẹn 20, 30 năm đâu. Đâu có cần. Hẹn chiều nay có một cái thôi. À. Nhưng mà chiều nay trúng một cái là mình lấy liền. Còn không trúng thì mình hẹn nó ngày sau. Hẹn ngày mai nữa. Ờ, mình cứ khước khước nó ngày này qua ngày khác. Thế nào cũng có một ngày nó động lòng. Ồ. Nó nói trời ơi, thấy cha này coi gì mà chả dễ thương quá, chả hiền trời quá ơi. Chả cần phải kiếm tiền để lo cho mình quá, nó yêu con đơn giản trời vậy đó. Trời ơi, vậy mà con không chịu nghĩ ra ta. Cái thủ tục mà lãnh tiền á, nó lằng nhằng lắm, nó nhăn nhít lắm, nó chéo qua chéo lại lắm, chắc cũng cỡ tuần nữa. Tuần hả? Nhưng mà không sao, trúng cũng trúng rồi em. Bây giờ mình lo chuyện cưới hỏi trước đi em. À, vậy giờ sao? Bây giờ mình đi đặt nhà hàng ha. Mình mai áo cưới cho em nha. Dạ, chúng ta sẽ có gia đình hạnh phúc. Dĩ nhiên. Yêu anh quá à. Anh yêu em quá à. Xanh 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 trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ, hò hơ.
sao, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu Út phương Nam, rập ra rập rình thì tha thì thúc giận khóc giận cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hai phương Nam vui lắm à nghe.